được biết đến là kiếm sĩ bậc thầy trong Slam chuyển sinh và là sư phụ của hầu hết quân số trong đất nước Tempest. Hakuro, một ông lão có vẻ ngoài già dặn hơn bất cứ ai trong vương quốc của Rimuru, không chỉ là một Kichin bình thường, Hakuro còn là một đại kiếm sư rất nổi tiếng và lợi hại trên khắp cả thế giới trong Slam đấy. Và mình là Ben chơi điện tử, hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu những sự thật về Hakuro nhé! Ý nghĩa của cái tên. Chúng ta đều biết rằng, vua tên gọi Rimuru đều ban phát những cái tên cực kỳ có ý nghĩa cho người khác, như các ác quỷ được đặt tên theo siêu xe, hay các Oga được đặt tên theo màu đặc trưng của từng người, như Benimaru là màu đỏ, Sion là màu tím, và đặc biệt nhất là Hakuro đây. Tên của ông khi viết sang chữ Kanji, nó sẽ được viết như thế này. Được đọc là Hakuro, có nghĩa là ông già màu trắng. Dễ thấy nhất đó chính là do tóc tai của Hakuro đã bạc trắng hết, cộng thêm bộ đồ của ông đang mặc nữa, thì ông lão trắng quả là một cái tên hợp lý cho Hakuro rồi. Các biệt danh. Trước khi được Rimuru đặt tên cho, thì Hakuro đã sẵn nổi tiếng nhờ kiếm thuật và sức mạnh vượt trội của mình rồi. Tên tuổi của Hakuro đã vang danh khắp nơi, giang hồ đồn đại ông bằng những cái tên nghe là biết phải nên tránh xa, như thần kiếm sĩ, ma kiếm sĩ hay kiếm sư tộc Oga. Tuy nhiên không ai biết tên của ổng là gì cả. Không phải là vì Hakuro không xưng tên cho kẻ địch nghe, mà thực ra thì không có lấy một cái tên để mọi người biết mà nhận diện thương hiệu nữa. Và sau khi gặp được Rimuru đã có cái tên Hakuro, thì ma kiếm sĩ và Hakuro đã tách ra thành hai người. Có nghĩa là nếu như chưa từng gặp qua thì sẽ không ai biết Hakuro là ai cả. Và số lượng những tên nhóc mới nổi khi xài kiếm mà ngạo mạn để rồi rớt cái đầu rất nhiều rồi nhé. Bàn Phước Thánh. Sau khi được đặt tên và đặt tên cho Vedora, Rimuru đã có cho mình một sự bảo vệ thần thánh đến từ nguồn của Vedora. Và cứ như thế, sau khi có được tên Rimuru Tempest, anh chàng đã khoác lên cho mình một sức mạnh của cơn bão. Và sau khi nhai và nuốt Vedora xong, Rimuru thông qua đó, khi đặt tên cho bất cứ người nào tiếp theo, người đó cũng sẽ nhận được ban phước bảo tố đến từ Vedora. Và Hakuro sau khi nhận được tên từ Rimuru xong, thì ông cũng hưởng lợi từ việc ban phước này. Chắc chắn là Hakuro không thể nào tự nhiên trở thành một kiếm sư đáng sợ như thế rồi. Và hậu duệ của kiếm sĩ bậc thầy Araki Byakuya, một nhân vật bí ẩn rất ít người biết, chỉ xuất hiện trong phần tiểu thuyết. Cách đây 400 năm trước, Aki là một bang chủ cái bang, lang thang vào một làng Oga và bị dân làng xa lánh xua đuổi. Tuy nhiên, trưởng làng vì một lý do nào đó đã dang rộng bờ tay và chào đón Araki một cách nồng hậu và hân hoan. Cùng lúc đó, trong khu rừng, có một con rồng cực kỳ hung hãn đang đe dọa đến an nguy của toàn ngôi làng để trả ơn cho vị tộc trưởng hiếu khách và bảo vệ ngôi nhà mới của mình. Araki đã đánh bại con rồng bằng lưỡi kiếm của mình. Dân làng cũng từ đó mà trở nên tôn trọng và sùng bái ông cho các thế hệ sau, bắt chước cách ăn mặc, phong cách chiến đấu của Araki, và Araki cũng dạy lại cho họ những kỹ thuật kiếm siêu hạng của mình. Một vài năm trôi qua, Araki đã kết hôn với một nữ Oga trong làng và sinh ra cha của Hakuro và lưu truyền kiếm thuật cho đến đời cháu nội của Hakuro sau này. Và như các bạn đã thấy, đã qua ba đời thế hệ, nhưng có vẻ như người nhà của Araki không bị lục nghề cho lắm nhỉ? Tuổi tác thật sự. Chúng ta đã biết rằng 400 năm trước, ông nội của Hakuro đã vào ngôi làng yêu tinh, cưới vợ và sinh con, và 100 năm sau Hakuro ra đời. Vậy nên tính đến nay, có lẽ như Hakuro đã hơn 300 năm tuổi, một kiếm sĩ yêu tinh già dặn, thích chơi với kiếm, phải đi chống gậy nhưng lại khó có ai có thể ám sát được ông ta. Dù đang ở số tuổi mà có thể làm ông nội của một đống cháu, nhưng tinh thần và tính cách của ông ta lại trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Người ta nói rằng càng già thì càng gân, và như trong trận đấu đầu tiên với Rimuru, Hakuro chỉ cần nhìn sơ qua là biết được các chiêu thức mà Rimuru đã sử dụng là gì,
Và ngay cả chính Rimuru cũng nói rằng nếu chỉ sử dụng kỹ thuật mà chiến đấu thì cậu hoàn toàn không có cửa nào đánh lại được Hakuro cả. Và hơn thế nữa, mặc dù con số 300 năm tuổi đời nghe có vẻ là khá là dài, cứ tưởng rằng Hakuro đã phải sắp xuống lỗ, nhưng thông qua việc nhận tên và tiến hóa thành Kijin, ông đã kéo dài được tuổi thọ thêm vài chục hay thậm chí là vài trăm năm nữa đấy. Các đời đệ tử. Là một kiếm sĩ giỏi, chắc chắn ông phải rất nổi tiếng với rất nhiều người, và qua đó số người muốn tầm sư học đạo cũng không phải là ít. Và người đầu tiên được biết đến là anh hùng vương giả của người lùn Gazelle. Hakuro đã huấn luyện Gazelle chiến đấu bằng những phương pháp nghiêm ngặt và kỷ luật của ông từ rất nhiều năm trước. Tuy rằng chắc là vua người lùn cũng phải nếm thử trái đắng rất nhiều nên mới có thể trở thành một vị vua hùng mạnh như hôm nay được. Và cũng nhờ có vậy nên từ đó họ cũng trở nên thân thiết với nhau rất nhiều và trở thành đôi bạn thân của nhau. Tiếp theo đó là Benimaru và Sion. Quá dễ hiểu khi lúc trước họ đều là những người cùng tộc Oga với nhau. Hakuro thường huấn luyện cách thức chiến đấu cho cả Benimaru và Sion. Và giờ đây, một người đã trở thành đại tướng của Tempest, người kia thì lại trở thành kiếm sĩ nuốt chửng linh hồn cực mạnh. Rất dễ để thấy, Hakuro không những giỏi về kiếm thuật mà còn giỏi về việc dạy dỗ người khác nữa nhỉ. Không chỉ có thế, Rimuru cũng đã được tham gia vào một lớp huấn luyện đặc biệt do Hakuro đứng đầu để phòng trường hợp những lúc cậu không thể sử dụng được sức mạnh hay gặp đối thủ trên cờ của mình chẳng hạn, như khi đấu kiếm với Hinata. Và cuối cùng là đội quân Goblin Raiders, quân lực chính của vương quốc Tempest và đứng đầu là Gobuta. Và đối với Gobuta mà nói thì Hakuro không chỉ là sư phụ mà còn là một người cha luôn hết mình dạy dỗ và cho cậu ăn hành nữa. Cấp hạng. Tuy là trình độ kiếm thuật của Hakuro đã được xem là không ai sánh bằng, tuy nhiên mức hạng sức mạnh của ông chỉ nằm ở thiên tài cấp A mà thôi. Tuy nhiên đừng nghĩ Hakuro ở cấp A mà xem thường ông nhé. Đó là vì đánh giá này được xếp theo năng lực phép thuật của cá thể, và vì Hakuro là một người chuyên dùng kiếm nên phép thuật có vẻ như không cần thiết cho lắm. Và vì khả năng sử dụng phép của ông chỉ toàn là cho có, mà chủ yếu là xài kiếm, nên Hakuro mới bị đánh giá là cấp A mà thôi. Bên cạnh đó, mặc dù kiếm thuật được xem là bất khả chiến bại, nhưng ông lại không thích ngao du thiên hạ và trở thành mạo hiểm giả ra ngoài thế giới thôi. Hakuro chỉ rèn luyện và trau dồi kiếm thuật của mình tại nhà một cách lặng lẽ, nhưng đầy hiệu quả. Trở thành đội cận vệ hoàng gia của gia tộc Oga và là người mạnh hơn cả tộc trưởng. Sau khi về dưới trướng của Rimuru, Hakuro được ban cho danh hiệu người hướng dẫn và phân bổ làm người huấn luyện cho quân đội Goblin hùng hậu của vương quốc Tempest. Trình độ kiếm thuật. Là người đứng đầu đội cận vệ hoàng gia nên khỏi phải nói cũng biết ông lợi hại tới mức nào. Và không những thế, so với những quái vật khác luôn áp đảo đối thủ bằng cách xả hết các chiêu thức của mình có được vào mặt đối thủ và chiêu của ai càng mạnh thì người đó chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên với Hakuro thì không phải thế. Tuy là một quái vật nhưng ông thường không sử dụng phép để khiến đối thủ của mình phải hoảng sợ. Tất cả đều nhờ vào tài dụng kiếm điêu luyện tới mức áp đảo của ông. Và theo như điểm đánh giá năng lực, mặc dù Hakuro chỉ đạt hạng A, nhưng mình đã nói rằng hạng A đó đều là vì Hakuro được đánh giá thông qua sức mạnh phép thuật của ông thôi. Còn về kiếm thuật thì ông có thể dư sức chiến đấu với bất kỳ cấp A trở lên nào luôn đấy. Bên cạnh đó, điều khiến cho Hakuro trở thành bậc thầy kiếm thuật hoàn toàn là do ông tự tập luyện mà ra, chứ không nhờ bất kỳ chiêu thức hay thứ gì cả. Thậm chí là kiếm mà ông sử dụng cũng chỉ là một thanh kiếm bình thường, chứ không phải thần kiếm hay thánh kiếm gì cả. Và như mình đã nói thì Hakuro đúng là một kiếm sĩ đáng sợ mà chắc chắn là chẳng có ai dám đụng vào đâu. Tuy nhiên, vì là một quái vật nên Hakuro cũng có những chiêu thức phép thuật nhất định, và đặc biệt nhất chính là độc kỹ bậc thầy dụng võ, cho phép Hakuro có thể đoán được tương lai và phán đoán được bước đi của đối thủ và từ đó phản lại đòn tấn công của chúng. Và kết hợp với kiếm thuật danh bất hư truyền của mình, Hakuro có thể khiến cho bất cứ kẻ nào rơi đầu ngay lập tức, tới mức chúng còn không biết chuyện gì xảy ra nữa cơ mà. Gia đình của Hakuro. Đừng nghĩ là Hakuro còn nguyên tem từ 300 năm trước tới bây giờ nhé. Trước đây, ông không chỉ có vợ mà thậm chí là có cả con gái nữa kìa. Nani? Vợ của Hakuro là một trưởng làng của tộc Tengu. Chúng ta không biết hình dáng thực sự của bà ta là như thế nào và cả tính cách lẫn năng lực sức mạnh nữa. Vì chưa có bất cứ thông tin gì ngoài cái tên đã được tiết lộ ra.
Tuy nhiên, với con gái của họ là Momiji, chúng ta có thể thấy loài Tengu xinh đẹp biết bao nhiêu và cũng có thể là cô bé được hưởng một chút sắc đẹp từ cha của mình. Tuy là con gái của một kiếm sư, nhưng Momiji lại có tính cách trái ngược hoàn toàn với vẻ điềm tĩnh của cha mình. Lần đầu xuất hiện, cô đã nói rằng Rimuru chỉ là một cục slime may mắn được trở thành ma vương và bắt anh chàng phải thôi việc ngay lập tức. Nhưng cũng giống như những cô gái khác, sau khi chứng kiến được sức mạnh thực sự của Rimuru sau giải đấu, quan điểm của cô nàng đã được thay đổi và cầu xin sự tha thứ của Rimuru. Bên cạnh đó, Momijin rất thích tộc trưởng của cha mình là Benimaru khi cô nàng bị cuốn hút bởi các kỹ năng và sức mạnh của anh trong giải đấu Tempest và trở thành vợ thứ hai của anh chàng ngay sau đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like, một đăng ký giúp mình và share video để ủng hộ mình nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Tạm biệt.